Này, sinh nhật lần thứ 18 của em Hoa đây. Chưa gia đình tổ chức bữa cơm ở tại gia đình. Tám của em Phương Hoa hôm nay bố mẹ tổ chức bữa cơm gia đình ở tại nhà. Và tối thì có chương trình đi ăn kem. Con gái nhìn đấy, có phát biểu cảm tưởng gì cái lần sinh nhật thứ 18 không? Nói đi. Sáng thì đi chơi đến đâu? Nói đi. Trưa thì bố mẹ tổ chức cơm ở nhà, sáng thì chơi với bạn, tối đi ăn kem. Hello, happy birthday. Thay mặt chị Linh đi. Đây là quà của chị Linh gửi. Chúc em Linh, chị Huyền, chúc em ta là năm nay đi đại học và đỗ được điểm cao. Đấy, hai chị em nhìn đấy. Đấy, hai chị em nhìn đấy. Có chứ, phủ hết. Thế mà tên đợt này mà thi được này đỗ là gì, quá tuyệt vời đấy, đúng không? Nhất định phải đỗ chứ, nhất định phải đỗ. Ơ giời. Đấy, thôi được rồi, cắt bánh đi, cắt bánh đi. Nào, cắt bánh vui vẻ đi, vừa hát bài chúc mừng sinh nhật thế nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ok, vui quá. Chém đuôi con hổ. Chém mông con hổ chứ. Sinh nhật năm nay là có đông đủ, có chị Huyền này, em Giang đến dự này. Không biết sinh nhật sang năm thì đang đi phương trời nào? Không biết ở phương trời nào thì chưa biết, nhưng mà bác ơi. Được rồi, nhất trí với vaccine, cứ để đấy, vaccine. Nhật vui vẻ đấy.